Xây dựng Phú Lộc thành động lực phát triển quan trọng, là điểm thu hút đầu tư sáng giá của tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung, là mục tiêu mà Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ nêu lên tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện. Cung tiễn thanh trà lên các vị vua Triều Nguyễn, một lễ hội độc đáo thu hút sự quan tâm của du khách và người dân. Cùng chia sẻ niềm vui của những hộ gia đình khó khăn vùng biên giới khi có được ngôi nhà mới trong dịp Tết Độc Lập. Nội dung sẽ đến trong phần cuối chương trình. Vui Tết Độc Lập, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ để những hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại đằng sau. Đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến trong chương trình đầu tiên của tháng 9 này. Chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thật vui tươi, ý nghĩa. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi khởi động một ngày mới với những thông tin mới. Với chủ đề Ngày hội tôn vinh đặc sản Huế, lễ hội thanh trà Huế lần thứ 6 năm 2018 đã chính thức khai mạc vào sáng qua. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh, thành phố Huế đã về dự lễ. Đây là cơ hội để tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu chiều sâu văn hóa và đặc sản nhà vườn xứ Huế, tạo môi trường cho các bộ nhân dân và các nhà vườn có dịp trao đổi, giao lưu, xúc tiến thương mại đến với các đơn vị doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước khi đến với lễ hội, đặc biệt với những thực khách phương xa muốn tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Huế. Quy mô lễ hội thanh trà Huế năm nay được mở rộng ở phạm vi toàn tỉnh. Ngoài phương giới thiệu sản phẩm thanh trà Thủy Biều, còn có các địa phương trồng thanh trà trên toàn tỉnh như Phong Thu, Phong Điền, Hương Vân, thị xã Hương Trà, Dương Hòa, thị xã Hương Thủy. Với gần 70 gian hàng tham gia giới thiệu sản phẩm thanh trà, 40 gian hàng dành cho không gian ẩm thực Huế. Sau 5 kỳ tổ chức lễ hội thanh trà Huế, sản phẩm thanh trà sau khi được công nhận thương hiệu, giá thành ngày càng được nâng cao, chất lượng sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng hơn, lượt người tham gia lễ hội hàng năm không ngừng tăng cao. Đây là động lực giúp cho bà con tiếp tục đầu tư thâm canh phát triển cây đặc sản của địa phương. Hiện mỗi kg thanh trà được bán tại lễ hội có giá dao động từ 40 đến 45 nghìn đồng. Ngoài việc quảng bá sản phẩm thanh trà, đến với lễ hội lần này, quý vị sẽ tham quan mua sắm những sản phẩm thủ công mỹ nghệ do những bàn tay khéo léo của người dân địa phương chế tác, nông sản, thực phẩm sạch của địa phương sản xuất. Một trong những điểm nhấn trong lễ hội thanh trà Huế năm 2018 là mỗi một chủ nhà vườn sẽ chọn ra những quả thanh trà ngon và đẹp nhất để tiến hành nghi lễ cung tiễn thanh trà lên các vị vua Triều Nguyễn tại Đại Nội Huế và tại đình làng Lương Quán, nhằm tri ân những người đã có công tìm ra giống cây đặc sản thanh trà và để lại cho hậu thế hôm nay. Hội thi trải ngon thanh trà Huế, hội thi chế biến ẩm thực ngon thanh trà. Lễ hội diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2018. Lễ hội thanh trà chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ này. Những hoạt động của lễ hội sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị, xây dựng Phú Lộc thành động lực phát triển quan trọng là điểm thu hút đầu tư sáng giá của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung, là mục tiêu mà Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ nêu lên tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Lộc về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 vào sáng qua. Cùng dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, dự ước năm 2018 tổng giá trị sản xuất đạt 15.210 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước trên 156 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,3 đến 1,5%, tạo việc làm mới hàng năm từ 2.200 đến 2.300 người một năm. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2021, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô đang dần trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 12,5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3 năm ước đạt 19.500 tỷ đồng, doanh thu du lịch tăng bình quân 5,5%, lượng khách tăng bình quân 16,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng. Mặc dù nền kinh tế ổn định và có bước phát triển, lĩnh vực du lịch phát triển nhanh, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, tăng trưởng kinh tế của huyện còn thấp so với kỳ vọng. Sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch còn nghèo, chưa tương xứng với tiềm năng, mô hình quản lý du lịch còn thiếu hiệu quả. Công tác quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường còn nhiều hạn chế. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn khó khăn, thiếu tính bền vững. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020, trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, Phú Lộc sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, phấn đấu bứt phá về tăng trưởng kinh tế.
tham gia về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019, đại diện lãnh đạo các sở ngành đều cho rằng Phú Lộc cần phát huy mạnh tiềm năng về du lịch và dịch vụ. Mặc dù Phú Lộc đã nắm bắt xu hướng phát triển du lịch của tỉnh, nhưng để phát huy tốt tiềm năng về du lịch biển, văn hóa, sinh thái, tâm linh, huyện cần tập trung phát triển loại hình nghỉ dưỡng để tăng thời gian lưu trú của khách du lịch. Ra soát hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn, nhất là đối với một số doanh nghiệp lớn sắp đi vào hoạt động như dự án khu nghỉ dưỡng Địa Trung Hải của tập đoàn Vicoland, khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viện. Đồng thời, một số vấn đề mà các đơn vị sở ngành góp ý thêm là công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính, quản lý việc tái lấn chiếm hành lang của một bộ phận dân cư trên quốc lộ 1A, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu Dầu Tràm, thu hút đầu tư các cơ sở dịch vụ thương mại để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch tàu biển qua cảng Chân Mây. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận những nỗ lực của chính quyền trong việc chủ động phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là một trong những đơn vị dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch nhấn mạnh cần xây dựng Phú Lộc trở thành động lực phát triển quan trọng, là điểm thu hút đầu tư sáng giá của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Để làm được điều đó, Chủ tịch yêu cầu Phú Lộc cần ra soát lại quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, sắp xếp bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng xây dựng chính quyền phục vụ thân thiện, hiện đại và hiệu quả, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành liên quan để giải quyết rốt ráo những vấn đề vướng mắc trong giải phóng mặt bằng một số dự án, công tác khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Ngày 31 tháng 8, tại A Lưới đã diễn ra hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế nhằm bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri. Ông Cái Văn Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, việc tiếp xúc cử tri ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, có những cuộc tiếp xúc rất ít cử tri. Nhiều ý kiến kiến nghị nguyện vọng của cử tri chưa đến được với các cấp ngành chức năng liên quan và công tác giám sát việc thực hiện những nội dung này vẫn còn hạn chế. Với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh vấn đề đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nâng cao vai trò trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân và của cử tri trong công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và cả cơ quan hữu quan trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri, tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động tiếp xúc cử tri. Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên 2018 do Hội ung thư Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc trong sáng qua. Hội nghị đã quy tụ được hơn 600 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Chủ đề hội nghị khoa học lần này là ung thư phổi, vú, phụ khoa, tiêu hóa, đầu cổ, xạ trị, ung thư nhi, điều dưỡng và chăm sóc giảm nhẹ, với 25 báo cáo viên nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Singapore, Lào, Campuchia. Mỗi năm, cả nước có khoảng 94.000 người chết vì ung thư. Đó là số liệu vừa được công bố tại hội nghị khoa học thường niên lần thứ 6 của Hội ung thư Việt Nam được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Huế. Huế là một trong ba trung tâm lớn của cả nước được Bộ Y tế giao trọng trách xây dựng và phát triển mạng lưới phòng chống ung thư. Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế qua 6 năm tổ chức thành công đã trở thành nơi gặp gỡ, trao đổi, thảo luận của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và giới thiệu các tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư tại Việt Nam. Đặc biệt, đồng hành cùng hội nghị là các chuyên gia quốc tế về chăm sóc và điều trị ung thư. Sự có mặt của các chuyên gia quốc tế là thành quả hợp tác hết sức chặt chẽ và đầy hiệu quả giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế với các tổ chức, hiệp hội phòng chống ung thư danh tiếng trên thế giới trong việc tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, cập nhật những thành tựu mới nhất trên các lĩnh vực khác nhau của chuyên ngành ung thư nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu còn tham dự lễ khánh thành khoa ung thư nhi và đơn vị ghép tế bào gốc tại tầng 5 trung tâm nhi với tiêu chuẩn ngang hàng với các nước phát triển, với sự tham vấn chuyên môn và giám sát thi công của Bệnh viện Đại học Nagoya, Nhật Bản.
Trong khuôn khổ chương trình lễ hội Thanh Trà 2018, phường Thủy Biều phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ cung tiễn Thanh Trà lên các vị vua triều Nguyễn tại Đại Nội Huế. Đây là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong mùa lễ hội năm nay. Theo các tư liệu lịch sử, dưới thời Nguyễn, hàng năm các loại thực phẩm, các đặc sản của địa phương đều được tuyển chọn kỹ càng để dâng tiễn vào cung vua. Thanh Trà là một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, hàng năm đều được dâng tiễn theo lễ này. Dựa trên các tư liệu lịch sử, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã xây dựng kịch bản và phối hợp với phường Thủy Biều để tổ chức tái hiện lễ cung tiễn Thanh Trà. Lễ cung tiễn được tiến hành theo các bước. Lễ cáo được cử hành tại đình Lương Quán do ban tổ chức chủ trì cùng đại diện bà con gia đình có lễ vật dâng tiễn. Từ 9 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 8, lễ rước từ đình Lương Quán xuống bến phủ ở sông Hương, gồm 7 thuyền chở hoa quả và người dân có sản phẩm cung tiễn và một thuyền ban tổ chức, sau đó xuôi theo dòng sông Hương để dừng lại ở bến trước mặt vườn An Hiên, rồi di chuyển qua cửa Quảng Đức, tiến vào cửa Ngọ Môn. Tuy là lần đầu tiên phục dựng lễ cung tiễn Thanh Trà lên các vị vua, nhưng ban tổ chức đã có nhiều chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo sự trang nghiêm, song vẫn quảng bá được sản phẩm Thanh Trà đến với du khách. Thông qua cái buổi lễ cung tiễn nhà vua như thế này, để chúng tôi quảng bá thêm về cái hình ảnh Thanh Trà, về trái Thanh Trà của Thừa Thiên Huế của chúng ta đến với khắp mọi du khách ở trong và ngoài tỉnh cũng như là trong và ngoài nước. Và tôi cũng mong muốn rằng là sau buổi lễ này thì cũng mong các nhà khoa học nghiên cứu và cũng mong các cấp lãnh đạo cũng xem xét để làm sao tạo điều kiện để nhân rộng về cái diện tích Thanh Trà, và đặc biệt nhất đó là vấn đề thâm canh đối với Thanh Trà để có một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của du khách và nhu cầu của bà con chúng ta muốn thưởng thức cái trái ngon đối với đặc sản Thanh Trà. Lễ cung tiễn hoa quả được thực hiện đúng như trong tài liệu đã ghi chép, diễn ra ngay tại cửa Ngọ Môn, gồm các phần lễ thưởng hương, lễ thưởng tử, lễ thưởng quả, lễ nhân quả, minh biểu thành tâm, tức là lễ đáp lòng thành. Sau đó thì về là người thay cho triều đình sẽ tiếp nhận lễ vật cung tiễn, từ đây mới đưa vào dân tại các miếu thờ, thế miếu, triều miếu. Hiện nay thì là địa phương cũng tổ chức là tái hiện lại cái cung tiễn Thanh Trà kỳ xưa của vua, để cho con cháu là thấy được, dừng lại cái hình ảnh ngày xưa để cho con cháu cảm nhận được, và cái mang cái Thanh Trà của Lưu Thủy Biều đi khắp là cả nước để cho họ biết đến là cái sản phẩm đặc sản của Lưu Thủy Biều. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và thế cuộc, con người và vùng quê Thủy Biều vẫn âm thầm bảo vệ, lưu giữ những giá trị của cha ông. Nhờ vậy, những vườn cây trái, những bí quyết của nghề truyền thống vẫn được gắn bó mật thiết với cộng đồng dân cư địa phương. Trong những sản vật quý giá phải kể đến là trái Thanh Trà, vì có những đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế của địa phương. Một sản phẩm đã được nhà nước công nhận thương hiệu từ năm 2008, và cũng chính sản vật quý giá này đã được xác lập kỷ lục quốc gia và được công nhận vào top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam theo Bộ Tiêu chí công bố giá trị đặc sản Việt Nam vào năm 2013, góp phần bù đắp lại tiếng vang một thời là sản phẩm nông sản cùng với gạo dê An Cừu, nhãn Kim Long được dân cung tiễn vua cách đây hơn 200 năm theo sử sách để lại. Nằm trong chương trình lễ hội Thanh Trà Huế, chiều qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thi Trái ngon Thanh Trà Huế lần thứ nhất năm 2018 trên quy mô toàn tỉnh. Tham gia hội thi Trái ngon Thanh Trà Huế lần thứ nhất năm 2018 gồm có 27 nhà vườn đến từ phường Thủy Biều, thành phố Huế, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, xã Phong Thu, huyện Phong Điền và xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy. Hội thi Trái ngon Thanh Trà Huế là một hoạt động trong chương trình lễ hội Thanh Trà Huế nhằm tôn vinh đặc sản Thanh Trà Huế, giới thiệu quảng bá trái Thanh Trà chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tốt cho nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, củng cố nhãn hiệu thương hiệu Thanh Trà Huế và góp phần thúc đẩy phát triển cây đặc sản Thanh Trà Huế đạt tiêu chuẩn chất lượng và bền vững. Việc tổ chức hội thi Trái ngon Thanh Trà lần này không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa nhằm quảng bá xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho người dân và du khách được tìm hiểu và thưởng thức Thanh Trà, mà còn là cơ hội cho các địa phương, nhà vườn trao đổi giao lưu với các nhà khoa học để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm Thanh Trà Huế trong thời gian tới. Nhiều tư liệu hiện vật quý đã được Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận vào sáng qua. Đây là những di sản quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh,
hiện vật ghi dấu cuộc kháng chiến của quân và dân Thừa Thiên Huế đã được các vị lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, nhà sưu tầm nghiên cứu, dành nhiều tâm huyết sưu tầm lưu giữ và hiện tặng cho bảo tàng. Cụ thể, Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận 189 tư liệu hiện vật do 15 nhân chứng trao tặng. Các tư liệu hiện vật là những di sản quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đời sống kháng chiến của quân và dân Thừa Thiên Huế. Nổi bật như huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 2, hạng 3 được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tặng của ông Phạm Bá Diện, Hoàng Như Luyện. Huy hiệu kỷ niệm chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, huy hiệu chiến sĩ điện biên của ông Nguyễn Khuyên và nhiều hơn huy chương kỷ niệm kháng chiến khác. Ngoài ra, trong đợt tiếp nhận này còn có những tác phẩm nghệ thuật thể hiện tình cảm và lòng thành kính tri ân đối với Bác Hồ kính yêu như chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng sơn mài của tác giả Nguyễn Văn Vấn. Tác phẩm Phù Điêu Ngày Độc Lập thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chất liệu đồng của tác giả Nguyễn Thái Quảng cùng một số tác phẩm mây tre về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh được nghệ nhân Nguyễn Đình Hưng sáng tác và trao tặng. Những hiện vật được trao tặng sẽ giữ gìn và phát huy giá trị thông qua hoạt động trưng bày tại bảo tàng, cũng như những được trưng bày lưu động giới thiệu rộng rãi đến với nhân dân. Dịp Tết Độc Lập năm nay, với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới thật ý nghĩa bởi họ được sống trong những ngôi nhà mới khang trang. Đây là chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết do Bộ Chỉ huy Biên phòng phối hợp với Mặt trận các cấp thực hiện trong năm 2018 này. Hãy cùng chia sẻ niềm vui với những người dân khi ước mơ về một mái ấm trở thành hiện thực. Anh Lê Duy Chức ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, dù đã gần 50 tuổi, nhưng một ngôi nhà vững chãi, đủ ấm áp vào mùa đông, nơi chân sóng cho mẹ già, vợ và con là điều trăn trở của anh trong suốt thời gian dài. Vợ bà bệnh hơn 10 năm qua, con gái con quá nhỏ, mẹ già lại ốm yếu, nên một mái nhà là nỗi khát khao của người đàn ông khắc khổ này. Và anh đã mỉm cười, nụ cười thật mãn nguyện khi Bộ đội Biên phòng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng cho gia đình anh một mái ấm. Đặc biệt cái là nhờ mấy anh biên phòng nhiều lắm, nhờ mấy anh thường xuyên lui tới vừa thăm hỏi vừa động viên mà vừa giúp đỡ để cho mình mới tự tin và cố gắng để vượt qua và có cái nhà như này thì thực gia đình rất hạnh phúc và rất mưa bão chứ cũng là điều an toàn, nói chung là rất cảm ơn. Năm 2018 này, chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên Huế với Mặt trận các cấp đã đề ra mục tiêu xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn kết trên hai tuyến biên giới. Đến nay cơ bản đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình đưa vào sử dụng trong niềm vui dân trào của gia đình cũng như cộng đồng dân cư. Mỗi ngôi nhà mặt trận hỗ trợ 30 triệu đồng, Bộ đội Biên phòng hỗ trợ hàng trăm ngày công xây dựng. Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã chung tay xây dựng, sửa chữa 80 ngôi nhà, tặng nhiều vật dụng gia đình có giá trị, đã góp phần xóa nhà tạm, giúp cho người dân có mái ấm ổn định, không phải lo lắng khi trải rơi. Hoạt động phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cái vấn đề tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới, và đặc biệt là những cái việc mà hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo thì được cả hai đơn vị rất là quan tâm. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ bình yên biên giới quốc gia thì việc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền các cấp cùng sự huy động góp công góp sức từ cán bộ chiến sĩ biên phòng trong thời gian qua đã góp phần to lớn trong việc ổn định đời sống của đồng bào biên giới, đảm bảo quốc phòng an ninh. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ là lời kết cho chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và đừng quên khung giờ quen thuộc của Huế ngày mới. Ngày hôm nay, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động mạnh nên ở Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 34 đến 36 độ, thấp nhất từ 24 đến 25 độ, độ ẩm phổ biến ở mức 67 đến 75%. Dự báo cháy rừng, hiện nay rừng trên các huyện vùng đồng bằng và Nam Đông đang ở cấp 4, cấp rất nguy hiểm, A lưới cấp 1. Vậy kính đề nghị bà con cùng các chủ rừng cần khẩn trương có biện pháp phòng tránh cháy rừng thật tốt.